Cười nhở. Đau á. Tôi đau á. Có cả cục cũng hái ra thì ư. Con dài ta. Thịt bò ăn tái thôi, chị ăn thôi. Ôi giời, em hái cục cục để băm ra cho con cuốn mà. Ăn tái là phải sắc mỏng mỏng. Ừ. Bố em. Sao đây cua? Đái đi chị nghe. Mẹ đâu cá được cuốn ăn nha. Ai kêu? Ai kêu bố? Cho anh.